Toác rồi các ông ạ. Hôm qua thì các trang mạng ầm ĩ đưa tin thì Hải Idol ở Hải Dương, cái bạn trẻ sinh năm 95 ấy, rất nổi tiếng, nhiều tiền ấy, ở Hải Dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra là khởi tố hình sự đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Quả này chắc lại phải mấy niên rồi. Đấy. Tôi thì tôi lướt qua cái trang cá nhân của bạn này thì tôi phát hiện ra bạn ấy dùng số sim nhá, từ quý đấy, rất là đẹp, cũng rất là độc, một tam hoa, một từ quý 0888 đuôi kép 99 tứ tử đấy, đấy toàn chết thôi, tức là 99 là toàn chết. Thế nên là tại sao thấy bạn này đen thế đấy, không biết có phải là bạn không dùng số này nó không hợp mệnh hay không, mà lúc thì bị bắt quần áo, lúc thì lại bị bắt vì giao thông, không biết phải do sim không anh em nhỉ? Thôi tôi chill đấy, chẳng phải do sim đâu. Với quan điểm cá nhân của tôi nhá, ông Hải Idol này ông ấy nổi tiếng từ lâu rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng mà tuổi trẻ mà cứ thích bốc đồng ấy đấy, mình đã nổi tiếng rồi thích bôi mỡ vào người, làm những cái chuyện kiểu như thế chả sớm muộn thì bị tóm đúng không? Mình đã làm ăn kiểu gì chả có lỗi sai đấy, cứ thích bôi mỡ vào người, cứ thích thể hiện ngông nghênh trên mạng xã hội cơ. Ôi đấy, đấy là lời cảnh tỉnh nhá, chứ chả liên quan gì đến sim đâu. Sim như thế đẹp đấy, nhưng đấy mà bạn sim nữa với tôi nhá, tôi mua ngay nhá, mua giá cao luôn, ok chưa? Đây là một bài học cho các bạn trẻ, đừng cứ nghĩ nổi tiếng, đừng tưởng idol là ngon. Khi mình nổi tiếng, mình có rất nhiều người ganh ghét đấy, mình có rất nhiều đối thủ đấy, mình rất dễ bị soi đúng không? Đừng tưởng là ngon, không ngon đâu nhá. Yeah.